chúc nhau hát thành công bài hát này. Xin được trân trọng cảm ơn. Thì là đầu tiên cháu cũng rất là vui khi là được là người đầu tiên đứng lên sân khấu để hát tặng cái ca khúc đầu tiên để tặng chú rể Ngọc Nhật và Thúy Lệ. Thì cháu xin giới thiệu luôn là cháu là bạn thân của Nhật từ bé đến giờ, còn Lệ cũng là người yêu cũ. Thì là trước khi đi lính ấy thì cũng dặn dò bạn thân là chăm sóc người yêu cũ làm sao tận tình chú đáo. Thì sau 2 năm hoàn thành nhiệm vụ về thì là Nhật rất là chú đáo, bây giờ là muốn chăm sóc cả đời cho Lệ. Thì bây giờ là cháu cũng muốn tặng ca khúc này để gửi đến hạnh phúc cho hai bạn. Thì cháu xin hát ca khúc này Trái Tim Bên Lề để đúng tâm trạng của cháu bây giờ. Nói chi đây, lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay mà tim.